Nín đi coi. Tắt xe coi ai coi. Từ tao cho ăn nó hoài á. Nè cái vỏ này ăn giùm cái đi. Từ từ tao cho heo. Sao sao kỳ vậy hả? Sao tánh tình kỳ cục vậy? Gì lê lẹ. Đưa ta lên cây. Đủ không để chứ. Ừ. 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 Ừ
Có nhấn tay vô không? Có, người ta kìa dở. Cái này có vỏ ấm. Người ta kìa. Đâu, thè tay ra. Rồi riêng miếng. Cạp sạch miếng này cho tôi. Cạp sạch cho tôi rồi. Cái đó là hộp á. Anh đừng tác vô đường cây. Của tay này nó bị. Đây là mực. Mực xào dưa leo chung với cơm. Ừ. Tâm ăn ngon miệng nha. Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Nói gì đó, đưa tay nói gì đó nhúng. Đây là kem. Còn đây là bé Tâm. Ừ, đây là bé Tâm ăn kem. Con sẽ bán cho một siêu thị ăn kem nha con. Con đúng một miếng kem. Con nhìn một kem cho con cái màu. Hai màu nè. Thôi nha. Bạn nhớ tôi phải muốn trộn lại cho nên tôi sẽ trộn đây. Mà thôi hãy ăn đi đừng có trộn nè. Điền vô miệng coi. Múc liền bỏ vô miệng coi. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Đưa dạ ngon lên. Ơi ngon không?
ăn đàng hoàng coi, quậy hoài vậy. Mỗi miệng phải. Ăn đi rồi bye bye nè, múc lên ăn rồi bye bye nè. Nè đi, nè đi, tới rồi nè, tới giờ rồi nè, đủ rồi, phủ phút rồi. Bye bye cái đi. Bye bye.